Trân trọng gửi tới toàn thể quý khách hàng một mẫu xe máy dầu số tự động đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc xe được mang tên là Hyundai Santa Fe các bác nhé. Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2003 và đăng ký lần đầu năm 2008. Bản đủ, bản gôn đấy ạ. Đấy, số tự động các bác nhá. Điều hòa auto. Đấy, có túi khí, có cửa lốc này. Đấy, xe được đăng ký là 7 ghế ngồi các bác nhá. Với tầm tiền các bác bỏ ra chỉ loanh quanh 200 triệu thôi, các bác có thể là mua cái mẫu xe này về dùng rồi. Đấy, mẫu xe cực kỳ là lành và cực kỳ là bền và tiết kiệm nhiên liệu. Máy dầu các bác nhá. Mẫu xe mà ngày xưa tương đối là nhiều tiền, bây giờ thì đời là cũng xuống sâu một chút, cho nên là giá tiền thì giá đã hợp lý hơn rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Đây là về cái phần hình dáng bên ngoài của chiếc xe các bác nhá. Ở đây thì em cũng đã mở cửa ra rồi để cho các bác mình xem cả nội ngoại thất luôn. Đấy, sơ qua một chút. Xe mang biển 26 tên tư nhân. Bên em hỗ trợ hồ sơ, hỗ trợ sang tên cho các bác khi cần. Đây, hình dáng bên ngoài của xe đây nhá. Máy dầu lổ rất là êm luôn. Cái dòng xe Santa Fe này máy dầu lổ rất là êm nhá. Đăng kiểm của xe đến tháng 11 năm 2021 này. La răng đúc, quanh ABS nguyên bản theo xe. Đèn rất là sáng, sơn xi sạch bóng. Xe không lỗi các bác nhá. Thân vỏ đẹp, không mục mọt. Chỉ va quẹt thôi, còn thì về vấn đề tai nạn đâm đụng thì em cũng đã chia sẻ với các bác rất là nhiều rồi. Ở bên em bán xe đảm bảo cho các bác về những vấn đề đấy nhá. Xe không lỗi đâm đụng va chạm. Không tai nạn. Với phần nội thất của xe rất là sạch và rất là sáng, rất là tươi. Các bác cùng xem hết video để được biết chất lượng của chiếc xe như nào nhá. Em sẽ quay các bác xem từ phần 1. Vâng, bây giờ mời các bác cùng xem này. Đây, phần cánh cửa đây. Gương kính điều chỉnh điện. Ở chỗ này có cửa gió này. Và đem quay các bác xem gần một chút cái phần tắp ni cánh cửa của xe. Tắp ni cánh cửa của xe rất là tươi sáng đây. Đấy, các bác xem. Đấy. Khi mở được cửa ra thì đèn sẽ sáng như này nhá. Quay kỹ cho các bác xem từ phần 1 ạ. Ghế cũng đẹp luôn các bác nhá. Ghế đẹp. Đây, xe rất là tươi này. Đây các bác xem. Đây là cốp đồ. Đây cần số này. Đây, có màn hình ở trên nhá. Mà đủ thì nó sẽ có cái màn hình ở trên. Đây cốp đồ đây các bác nhá. Điều hòa của xe sử dụng tốt hai chiều nóng lạnh và cực mát luôn. Đây hệ thống điều hòa đây. Và có khóa khiển các bác nhá. Có khóa khiển điều khiển từ xa. Dòng này tôn vỏ rất là tốt. Ngày xưa dòng này các bác biết bao nhiêu tiền rồi đúng không ạ? Tương đối nhiều tiền. Như Santa Fe đời mới bây giờ các bác bỏ ra phải trên 1 tỷ đồng đúng không ạ? Trên 1 tỷ đồng các bác mới mua được. Dòng này, cái dòng này đấy ạ, thì ngày xưa cũng vậy nhá. Đây xe đây. Các bác gần xa mình quan tâm thì cứ xem và khi ưng thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác mình về mọi thủ tục. Các bác không lo nhá, không lo về những vấn đề thủ tục như là sang tên vận chuyển rồi vấn đề mua bán rồi tất giật những vấn đề khác. Bên em có hỗ trợ vận chuyển giao xe, mang xe, chuyển xe tới tận nơi, chuyển xe tới tận nhà để cho các bác xem. Mình xem xong ưng thì đấy, còn không ưng thì bên em lại đánh về. Các bác nhá, đây là cái chương trình của bên em. Và các bác đến xem xe, chạy thử cảm nhận. Khi thích rồi thì mình có quyền trả giá nhé. Các bác trả giá và bên em thấy được có lãi thì bên em sẽ bán cho các bác thôi. Đấy, không quan trọng đâu ạ. Xe bây giờ thị trường rất là nhiều. Và chiếc xe này thì tất cả mọi chức năng hiện tại thì đang hoạt động bình thường và đang hoạt động đầy đủ nhé. Cửa lốc hoạt động trơn tru. Đấy, phần vách cửa xe đấy các bác xem này. Đấy, sáng đẹp đúng không ạ? Nội thất của xe rất là tươi. Tất cả đồ nhựa. Đấy, rồi ní này. Đây các bác xem. Rất là sáng đẹp. Xe 7 ghế ngồi nhá. Hàng ghế nữa được làm ở phía sau. Gọi là 5 cộng 2 đấy ạ. Dòng xe này thì được người ta gọi là 5 cộng 2. Lốp dày nhá, la răng đúc.
thân vỏ đẹp, không mục mọt, không han gì luôn. Máy số đại chất, gầm bệ chắc, mình vào sóc cũng không có tiếng kêu luôn. Đấy, sơn si sạch bóng. Những chiếc xe bên em bán ra, các bác nhà mình mua về là chỉ việc đi thôi. Đấy, chỉ việc đi thôi nhá. Để tất cả những cái cơ bản của chiếc xe đều ok hết. Kính của xe, chủ xe trước cũng đã được bọc dán rồi. Và đây là phần nóc luôn này. Và dòng xe máy dầu thì hiện tại bên em còn con Tucson nữa các bác nhá. Tucson thì với giá là gần 300 triệu. Tucson form mới đấy ạ. Và chuẩn bị về một con Sorento máy dầu. Đấy, máy dầu nữa, đời 2006. Chỉ có thì bên em cũng đang bán được gần 300. Đấy, chi tiết phần đèn phía sau của chiếc xe Santa Fe đấy ạ. Đấy, cốp được mở dựng lên các bác nhá. Được mở dựng lên như này. Và bây giờ thì em sẽ mở cái phần cốp cho nó to ra tí nữa đi. Quay cho các bác xem phần phía sau. Đấy, khi mình gập ghế xuống thì sẽ tạo thành một cái khoang đựng đồ. Một cái khoang cốp rất là rộng đúng không ạ? Rất là rộng luôn. Ở đây các bác nhá, đây phía sau này. Đấy, rồi ok, tiếp tục ạ. Đấy, các bác cùng xem nhá. Đấy, xe rất là sáng, sạch sẽ. Chiếc xe này thì cũng chia sẻ với các bác là không bị tai nạn nặng và không bị đâm đụng nặng. Còn thì về những vấn đề va quệt, bị phần vỏ bên ngoài thì cũng có một ít các bác nhá, nhưng mà không nặng các bác nhá. Đấy, cũng chia sẻ với các bác như vậy. Thực ra thì những dòng xe cũ đi ra ngoài đường thì không thể tránh được về vấn đề va chạm đúng không ạ? Quan trọng thì ở đây là chiếc xe nó có nặng hay là nhẹ thôi. Còn chiếc xe này của bên em thì nó cũng nhẹ thôi các bác nhá, không nặng các bác nhá. Đây, chia sẻ với các bác như vậy. Những dòng xe đời cũ này thì nhân quan trọng nhất thì cũng sẽ là cái vấn đề là mình máy số gầm bệ và cái hình thức đúng không ạ? Xe tươi đẹp, rất là sáng. Hệ thống gương kính của xe được nằm ở đây nhá. Gương kính của xe được nằm ở đây. Gương kính chỉnh điện. Đấy, cửa gió thổi về khu vực phía này. Nhìn rất là lạ mắt so với một số những dòng xe khác đúng không ạ? Đấy, bộ ghế da đẹp. Vô lăng 3 chấu, dòng này thì luôn luôn là vô lăng 3 chấu các bác nhá. Đấy, có phím điều khiển, có tích hợp bàn phím ở trên vô lăng. Đấy, chỗ này có mình bấm gạt mưa tự động này, đấy, chỉnh đèn này, rồi đàm thoại này. Có những chức năng đấy luôn các bác nhá. Đấy, sàn bọc da. Tắp nô tắp ni sáng đẹp. Đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của chiếc xe Hyundai Santa Fe này em cũng đã quay cho các bác mình xem rồi. Còn tiếp tục là lốt phần bên ngoài, phần vỏ bên ngoài các bác nhá. Chia sẻ cho bác những cái vấn đề cơ bản của chiếc xe. Với động cơ tầm máy 2.0 thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó sẽ tầm khoảng gần chục lít trên 100 km nhá. Dòng này thì máy dầu mà. Máy dầu thì luôn luôn nó sẽ là tiết kiệm nhiên liệu. Máy dầu các bác biết là luôn luôn rẻ hơn dầu, luôn luôn rẻ hơn là xăng rồi đúng không ạ? Và máy dầu luôn luôn nó cũng sẽ lành hơn máy xăng rất là nhiều. Bác nào mà hiểu về xe thì các bác sẽ rõ hơn ai hết đúng không ạ? Đây là phần đầu chiếc xe đây. Lốp đẹp cả dàn nhá. Tất nhiên không phải là mới nhưng mà vẫn còn tương đối là dày, mình chạy thoải mái một thời gian nữa luôn. Đây các bác cùng xem. Chuẩn bị quay đến phần gầm và phần máy của chiếc xe. Như các bác xem đây rồi. Các bác cùng xem nốt. Địa chỉ cửa hàng bên em nằm ở tại đối diện 166 Hồng Châu của thành phố Hải Dương. Đấy, các bác đến trực tiếp địa chỉ để xem xe các bác nhá. Đây, gầm sàn quay luôn cho các bác xem ạ.
Đây, quay luôn đây. Đây các bác nhá, gầm đẹp này. Mục một là bên em không lấy về đâu. Cho nên có yên tâm. Tiếp tục đây thì là phần động cơ. Động cơ, phần khoang máy sẽ quay cho các bác xem xung quanh để các bác nhìn. Các bác xem là phần động cơ của chiếc xe này như nào nhá. Bên em vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Đây, cabo của xe này vẫn nỉ đẹp và có ống gió turbo đấy ạ. Dòng này máy 2.0 turbo các bác nhá. Đấy, turbo. Đây, dàn turbo được làm ở trên đây. Đấy, khoang máy sạch sẽ, máy lổ êm, máy số ngon và khô ráo sạch sẽ. Máy số các bác yên tâm. Về chiếc xe Santa Fe thì em cũng đã giới thiệu và quay cho các bác xem cũng khá là tương đối rồi. Các bác cần thêm video, hình ảnh hoặc là bất kỳ một cái chi tiết nào của chiếc xe này, hoặc các bác muốn xem thêm những mẫu xe khác đang có ở bãi bên em, các bác hãy kết nối cho bên em theo hai số điện thoại là 093 8586 307 hoặc 0389 000 555 để được tư vấn thêm, được biết thêm chi tiết các bác nhá. Vâng, video này thì em xin được kết thúc tại đây và gặp lại các bác vào những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.